Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cánh hai mẹ con mình đi chơi ở chợ đêm Quy Nhơn nha. Như các bạn thấy á, ở chợ đêm Quy Nhơn bán chủ yếu là quần áo, giày dép, phụ kiện, mỹ phẩm, trang sức vân vân. Ở chỗ này bán rất là nhiều đồ nhưng mà giá cả rất là rẻ, cho nên ở chỗ này là cái địa điểm yêu thích của nhiều người, trong đó có những học sinh, sinh viên. Thank you.
ngoài những cái mặt hàng mà mình vừa giới thiệu thì ở chỗ này có một khu bán đồ ăn đường phố này các bạn. Các bạn có thể đi dạo chợ một vòng rồi quay lại đây ăn những cái món ăn đường phố. Ở chỗ này thì người ta nấu cũng khá là ngon nha các bạn. Rồi mình vừa chia sẻ cánh hai mẹ con mình đi chơi ở chợ đêm Quy Nhơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.